Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình ở tại ấp Xẻo Kè, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng nha các bạn. Thì hôm nay mình nghe được cái chỗ này nhà của bác Được. Bác vẫn còn sống nhưng mà bác xây cái mộ cho hai vợ chồng bác nghe các bạn. Thì nghe lạ quá mình mới đến đây tham quan coi sao các bạn. Xin mời các bạn theo chân mình nha. Rồi bây giờ chúng ta đi các bạn ơi. Nhìn nhà của bác bên đây nè, thấy bác gái đang đứng nói gì kìa. Đằng kia như bác trai đang đang xúc đất đắp cái chỗ cái mộ mà xây rồi các bạn. Nãy mình nói đó. Thì mình lại mình hỏi thử các bạn. Dạ, cho bác cho con hỏi thăm. Tâm gì? Cái chỗ mà con nghe nói là cái mộ mà ở đây là bác xây trước khi bác mất phải không bác? Phải. Dạ, bác có thể để đó rồi con vô dẫn con vô được không ạ? Được. Dạ dạ dạ. Bác xúc đất để đi xúc vô đi rồi đi dẫn con vô. Cái này bác cũng xây cũng lâu hả bác? Bác cũng đang xúc đất đang trồng bông đồ đồ cho cái Cho đẹp trước á. trước cửa nhà mộ cho đẹp các bạn. Đây là khung cảnh nhà mộ các bạn. Rồi rồi bắt đầu mình vô các bạn ơi. Đây bên đây trồng cái chuối đu đủ rồi. Bông hoa rất đẹp các bạn. Để mình vô mình coi cái mình bác dẫn mình vô coi cái nhà mộ thế sao các bạn. Dạ vô bác ơi. Trời mưa bác không nghĩ trời xúc xúc đất. Dạ. Bò vô chân. Đã cái bông rồi nè, cho đẹp. Đây nè các bạn. Đây là cái mộ này là của ai vậy bác? Của ông và vợ, bà vợ. Dạ của ông bà và vợ nha các bạn. Còn sao nghe nói là cái bác cũng có xây mà của bác sao không thấy? Thay rồi, lắp lại rồi. Ở đây nè các bạn. Thiên đỉnh gọi cho rồi đó. Bác có thể nào vô chỉ chỗ con không bác? Đây nè, chỗ này nè. Ngay cái chậu đó luôn Ngay hả? cái này luôn nè. Vô hai cái hộc đó các bạn. Để mình hỏi thăm bác cái bác cái lại ngồi đây, con hỏi thăm tí bác. Hôm nay đứng đây cũng được. Rồi sao mà bác có suy nghĩ làm sao bác xây trước vậy Bởi mình? vì mình không có con cái á, Dạ. thì mình cái hậu quả thì trước sau ai cũng phải mất gì đó. Dạ. Thì mình bây giờ mình cũng có tiền mới nhắm mình hay chơi rồi sao bệnh hoạn mình không biết còn tiền mà làm không hay Dạ. không. Cái này cũng rất là hay các bạn, vì con người chúng ta mà trước sau thì cũng mất các bạn. Thì bác ở đây cũng neo đơn không có con cái, nãy cũng bác cũng có nói đó các bạn. Xây xây trước đằng sau này nó dễ bề các bạn. Bác nhiêu năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 21 rồi. Dạ. Bác gái đằng kia nhiêu tuổi bác? 72. Dạ. 61 72. Giờ là bác gái lớn hơn bác. 11 tuổi. Dạ. Thấy bác cũng còn trẻ rồi. Cái chân không bị gì vậy? Đi đi về ruộng chích thuốc á, Dạ chặt dạ. cái cục đó, bước cái cục đất nó chặt giò nó té. Sáu sáu mấy tuổi rồi còn đi làm ruộng thấy cực khổ các bạn. Thì cuộc sống mà mình mưu sinh mà mình phải làm thôi chứ sao giờ. Nhưng mà con rất thấy là rất lạ mà bác xây đây trước kì. Đây là cái mộ của nãy bác nói là của ông bà già vợ rồi các bạn. Bác đây cũng rất là có hiếu rồi các bạn. Đây là mộ của hai ông bà già vợ. Thấy là rất là hay. Ở Xẻo Kè U Minh Thượng Kiên Giang các bạn rất là lạ. Cái khu này bác xây nhiêu tiền bác? 260 triệu. Đây là tất cả là 260 triệu các bạn. Vật tư với cát đá này kia tiền công, tiền thợ đổ trơn các bạn. Ở đây gì là thấy rất là lạ. Con cũng thấy lạ rồi, con lại rồi con quay con làm YouTube. Con quay con đưa lên trên YouTube á, cho mọi người biết. Với lòng hiếu thảo của bác với lạ là bác xây cái mộ trước để sau này. Thì cũng xin chào các bạn, hẹn các bạn clip sau.
Dạ con chào bác. Dạ con cảm ơn bác ha.